Ta sẽ học cái phần đại cương kim loại dễ sai hay xuất điện trong đề thi học kỳ 1 nha các em nhá. Đấy thì trong cái phần đại cương kim loại này chúng ta sẽ có một cái phần chúng ta cần lưu ý như sau. Đấy, thứ nhất. Mỗi ngày chúng ta học một ít nhỉ. Thứ nhất là về tính chất vật lý của kim loại. Thì trong cái phần tính chất vật lý của kim loại ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý này, chúng nó sẽ có tính chất vật lý chung và tính chất vật lý riêng. Về cái anh tính chất vật lý chung ấy, về cái anh tính chất vật lý chung ấy thì chúng ta cần lưu ý là gì ạ? Nó sẽ có tính dẻo. Thì trong đó dẻo nhất là vàng, mình nhớ vậy thôi. Thứ hai, nó sẽ có tính dẫn nhiệt. Thứ ba, nó sẽ có tính dẫn nhiệt. Dẫn nhiệt và dẫn điện. Dẫn nhiệt và dẫn điện thì nó tương tự nhau, thì thứ tự sắp xếp là dẫn nhiệt và dẫn điện tốt nhất là vàng. Sorry, bạc, vàng, đồng, nhôm, sắt. Được chưa? Và thứ tư trong cái tính chất chung này. Thứ tư trong cái tính chất chung này đó là tính anh kim. Đó là tính anh kim. Tính anh kim. Đấy, chúng ta sẽ có bốn cái tính chất. Nhưng thế còn lại về tính chất riêng. Về tính chất riêng thì chúng ta lưu ý ạ, nó sẽ có tính cứng. Thì trong đó cứng nhất là chrome, độ cứng bằng 9, chỉ nhỏ hơn anh kim cương. Thứ hai là mềm. Mềm nhất là CC. Thứ ba là về nhẹ nhất. Nhẹ nhất là li ti. Thứ tư là về nặng nhất là oxymi. Thứ năm là về nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ sôi cao nhất là wolfram. Và nhiệt độ nhóng nóng chảy. Nhiệt độ sôi thấp nhất nhá. Thấp nhất là thủy ngân. Đấy, đấy là một vài cái đơn giản nhất mà chúng ta cần nhớ ở trong phần tính chất vật lý của kim loại. Thì chúng ta lưu ý rằng là cái tính chất vật lý chung của anh kim loại, tính chất vật lý chung của các anh kim loại đó là dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện, tính anh kim. Tất cả những tính chất vật lý chung này nó là do cái đám mây electron tự do gây ra. Được chưa? Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập. Chúng ta bắt đầu vào cái phần bài tập của ngày hôm nay của chúng ta. Đây, đây là những cái câu đại cương kim loại dễ sai và sẽ hay xuất hiện nhiều nhất trong cái đề thi học kỳ 1 của các em. Và thầy được thầy trích ra từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 và đề thi minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Các bạn cũng chú ý. Đây, câu số 1. Chất nào sau đây? Câu số 1. Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch H4O? Được chưa? Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2O? Ok ạ. Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay thầy sẽ dạy toàn bộ về phần kim loại nhá. Bắt đầu ngày hôm nay ạ. Các bạn có vẻ đáp án ạ. Câu số 1 ạ. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H4 đặc nóng sinh ra khí SO2? Thế ta phải lưu ý này. H2SO4 đặc nóng là nó có tính gì? Là nó có tính oxy hóa mạnh. Tính oxy hóa mạnh. Đúng không? Vậy để mà tác dụng H4 đặc nóng, để mà nó sinh ra khí SO2 ấy, thì nó phải là một anh có tính khử. Đúng không? Tương đương với một anh mà có tính khử. Thế một anh mà có tính khử thì tương đương với lại số oxy hóa của kim loại chưa phải là cao nhất nhá. Số oxy hóa của kim loại chưa phải là cao nhất. Đây mình nhìn này, FeOH3 lần, sắt dương 3 cao nhất rồi, bỏ. FeCl3 sắt này cũng dương 3 cao nhất rồi, bỏ tiếp. Fe2O3 sắt này cũng dương 3 cao nhất rồi, bỏ tiếp. Vậy đáp án đúng của chúng ta là FeO, ở đây mới có sắt dương 2 thôi. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D.
Câu 1 của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Câu số 2. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? Ồ, cái này thì dễ nhỉ. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? Tư duy làm nên khác biệt. Nào, các bạn cũng comment đáp án này coi này. Xem là dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Thế mình cần nhớ quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Quỳ tím này thì chuyển thành đỏ với anh axit, đúng không? Với axit chuyển xanh với bazơ. Chuyển đỏ với axit, chuyển xanh với bazơ. Vậy hoàn toàn mình có này, KOH kali hydroxit là bazơ nên chuyển màu xanh. NaCl trung tính không chuyển màu. CH5H không chuyển màu. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, H2SO4. Anh này là axit nên nó chuyển thành màu đỏ. Các em thấy mấy câu trong đề thi trung học thông qua quốc gia cũng dễ đấy chứ, đúng không ạ? Câu số 3 nào. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS4 ạ? Kim loại nào sau đây, kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS4 ạ? Ok, chốt phần này là phần rất là hay. Phần này phần rất là quan trọng. Phần này nó chính là cái phần điện hóa, đúng không ạ? Đây này. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS4? Thế thì để mà làm được phần điện hóa này thì thầy có một cái câu gọi là câu thần chú đi, được không? Thầy có một câu thần chú này, thầy đọc các em nghe nhé. Các em lưu lại nhé. Thần chú này: úm ba la xì bùa, úm ba la xì bùa, kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối, ra khỏi dung dịch muối. Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối. Ok chưa? Thế thì có nghĩa là gì ạ? Thì thế nào để mình so sánh được một anh kim loại mạnh và một anh kim loại yếu? Thì để mà chúng ta so sánh được một anh kim loại mạnh và một anh kim loại yếu thì mình phải thuộc dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi. Hết chỗ rồi, mà thực ra cũng không cần phải ghi tiếp nữa, thi chỉ thi như vậy thôi mà. Thế nhưng mà mình lưu ý nha, tụi này này là tụi này nó tác dụng với nước trước nên nó không đẩy được đâu ạ. Các bạn nhớ chưa? Kali, natri, bari, canxi là những anh này tác dụng với nước trước, nó không đẩy được đâu. Mình cứ cố chấp. Thế giờ đây bài hỏi là không phản ứng được. Thế giờ mình sẽ đi xem những thằng nào phản ứng được đã. Những thằng phản ứng được là những thằng đứng trước đồng. Đây. Vậy không phản ứng được là tương đương với việc là đứng sau đồng trong dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua magie đứng trước này, sắt đứng trước này, kẽm đứng trước này. Vậy đứng sau đồng trong dãy điện hóa chỉ có anh bạc mà thôi các em ạ. Chỉ có anh bạc mà thôi. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Xịn chưa? Các bạn hiểu không ạ? Nếu các bạn hiểu chấm một cái để thầy biết nhá. Nếu các bạn hiểu chấm một cái để thầy biết. Đây mình sang câu số 4 đây ạ. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? Úi giời, vừa học xong. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? Ôi, thầy dạy chúng ta một cách thuộc nhá. Kim loại có độ cứng lớn nhất đó là cà rút chúng ta. Tại vì cà rút cưa mãi chẳng đổ, thả thính mãi chẳng nghiêng, nên cứng nhất là cà rút. Và cà rút viết tắt của cà rút là gì ạ? CR. Sướng không các em? Hạnh phúc không? Đây, 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 đây. Bây giờ chúng ta sang câu số 5. Câu số 5 này là một câu cực kỳ đặc biệt. Câu số 5 này là một câu cực kỳ dã man. Và ở đây thầy hướng dẫn cho ông ta một skill bá đạo của thầy. Bao nhiêu bạn muốn nhìn thấy skill bá đạo này? Chấm một cái. Bao nhiêu bạn muốn được nhìn thấy skill bá đạo này của thầy? Chấm một cái này. Đồng này cộng HNO3 này. Vừa nãy thầy nhìn thấy có một bạn, bạn comment là làm mấy câu cân bằng phương trình mà cân bằng toàn ra phải đáp án khác, thế mới nhục.
Đây các bạn nhìn kỹ nha, thầy không làm theo cái cách cũ ngày xưa các bạn làm đâu. Những cái cách đấy là những cách chậm, làm sao làm được trách nhiệm. Các bạn nhìn kỹ đây. Đây là một trong số những skill cực độc của thầy. Và thầy dành riêng để tặng các em ngày hôm nay, được trích ra từ một trong 50 skill trong khóa S1 của thầy. Mà tất cả các bạn học sinh khóa S1 của thầy đều được học. Các bạn quan sát. Bước 1. Ghi số xóa đồng 0 lên đồng dương 2. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2. Còn hiro luôn luôn dương 1, oxy luôn luôn trừ 2 nên bỏ nó đi. Đây rồi các bạn đấy nhá, số xóa bên trái trừ số xóa bên phải. Đồng 0 trừ đồng dương 2 lấy trị tuyệt đối bằng 2. Nitơ dương 5 trừ nitơ dương 2 bằng 3. Được chưa? Bây giờ lúc này mới lúc quan trọng này, vất chéo. Vất chéo. Thật là tiếc cho những bạn đã không coi cái buổi live ngày hôm nay. Chắc chắn các bạn sẽ tiếc rẻ lắm. 3 vẫn lên đây là 3 này. 2 vẫn lên đây là 2 này. Bây giờ thầy đi bảo toàn đồng này. 3 đồng. 2 nitơ cộng với 6 nitơ là 8. 8 hiro chia 2 bằng 4. Thế là xong. Ok chưa? Xịn chưa? Vậy ở đây mình sẽ có tổng hệ số của các chất là 3 cộng 8 cộng 3 cộng 2 cộng 4 bằng 20. Nhá. Vậy tổng hệ số của các chất trong phương trình phản ứng này là bằng 20. Và xin giới thiệu với các em, đây là một trong những skill kinh điển nhất của thầy mà do thầy đăng lên đầu tiên trên YouTube từ năm 2017. Các bạn có thể theo dõi trên YouTube, nếu các bạn chỉ cần gõ là cân bằng phương trình ô xóa cực 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 nhanh thì sẽ thấy một video của thầy hơn 500.000 lượt xem. Cảm ơn tất cả các bạn và cái đấy, skill của thầy rất kinh. Dĩ nhiên trong này nó có rất rất nhiều cách, rất rất nhiều chiêu khủng. Và trong này ở đây mới chỉ là một trong số các chiêu cân bằng nhanh thôi. Và từ giờ đến cuối buổi chúng ta sẽ được diện kiến thêm một vài skill nữa. Các bạn thấy kinh không? Xịn không? Có bạn nào không hiểu gì không ạ? Không hiểu thì comment nhá. Câu số 6 ạ. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch carbon loãng sinh ra khí hydro và muối nào sau đây? Các bạn nhìn được không ạ? Kim loại sắt nhá. Tác dụng H4 loãng nhá. Đừng ngay bảo là H4 loãng không thi nhá. Bịp đấy. Sinh ra khí hydro và muối nào sau đây? Thế thì Fe mà cộng với lại H2SO4 loãng thì có phải sinh ra là FeSO4 cộng H2 đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất dễ. Hello thầy chào Thùy Trang. Năm ngoái học thầy, năm nay học lại thôi. Trang giờ học ở đâu rồi mà? Câu 7 ạ. Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3? À, các bạn comment đáp án xem là câu số 7 đáp án gì. Kim loại nhôm ạ. Kim loại nhôm tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3? Kim loại nhôm tác dụng với chất nào sau đây sinh ra AlCl3? Thì nhôm thì tác dụng không tác dụng với NaCl, không tác tác dụng với NaOH thì nó sẽ tạo thành NaAlO2. Không tác dụng với NaNO3, vậy nó chỉ có tác dụng với HCl tạo thành AlCl3 cộng H2 thôi, nên đáp án đúng là đáp án A nha các em nhé, rất dễ. Đây toàn những câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Câu số 8 ạ. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với HCl trong dung dịch? Thế điều kiện mình phải nhắc lại, vừa học vừa ôn. Điều kiện, thầy chào Nhật Huy Nguyễn. Điều kiện để kim loại tác dụng với HCl đó là kim loại đó phải đứng trước hydro trong dãy điện hóa. Đứng trước hydro trong dãy điện hóa nhá. Kim loại đó phải đứng trước hydro trong dãy điện hóa. Vậy mình đọc thôi ạ. Khi nào ba cần mua áo giáp, giáp đứng trước rồi này. Sắt đứng trước này, nên đứng trước này, sang phố hỏi cửa đứng sau này, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Các bạn nhìn thấy chưa, rất rất dễ luôn, rất rất dễ luôn. Thực ra thì về phần vô cơ nó không khó đâu nhé, nó khó là bởi vì lâu rồi các em không học. Và nó khó một điểm nữa là bởi vì là khi một cái câu hỏi về vô cơ ấy, nó thường hỏi là tổng hợp kiến thức lý thuyết từ cả lớp 10, lớp 11 và lớp 12, dẫn đến đôi khi các em mông lung như một trò đùa. Không sao, đã có thầy Minh rồi. Khóa live của thầy vừa mới bắt đầu học vào vô cơ, vừa mới học xong cân bằng phương trình nhanh thôi,
Những bạn nào mà muốn lấy lại gốc của phần vô cơ bây giờ vào vẫn kịp nhá. Vẫn kịp. Được không? Và hoàn toàn thì có đội ngũ trợ giảng để có thể giúp lại cho các em. Câu số 9 ạ, kim loại nào sau đây? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ nên ra phố hỏi cửa? Em nhá. Kim loại kiềm thổ này. Bây giờ thầy lại dạy chúng ta một thần chú nữa. Bao nhiêu bạn muốn nghe thần chú để thuộc các kim loại kiềm thổ chấm một cái. Bao nhiêu bạn muốn nghe thần chú để thuộc kim loại kiềm thổ chấm một cái thầy con. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Đúng rồi, kiềm thổ là 2A, nhưng mà mình không chơi mở bảng tuần hoàn cơ. Các bạn giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác thúc thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Đây nhá, nghe xong nhá, nghe xong là biết liền về level này. Bé mang cây súng bắn ruồi. Được chưa? Bé mang cây súng bắn ruồi. Đây dành cho những bạn nào mà chưa học tới thì bây giờ học là hợp lý rồi. Mình học trước một chút có sao đâu đúng không? Thầy đọc lại nhá, các bạn ghi lại nhá. Bé mang cây súng bắn ruồi. Đấy là những anh kim loại kiềm thổ. Vậy kiềm thổ chúng ta là gì? Canxi. Thấy không? Thầy vừa cho chúng ta những cái skill cực kỳ kinh dị để giải nhanh câu vô cơ trong đề thi Trung học Thông Quốc gia về phần đại cương kim loại. Nào câu 10. Strongchi là chất strongchi em. Sr là strongchi. Câu 10 ạ. Xác định tổng hệ số của các chất là những số nguyên tố giản trong phương trình phản ứng sau. Fe này cộng HNO3 này tạo thành FeNO3 3 lần. Các bạn thử sử dụng skill vừa rồi thầy vừa dạy các em đi. Thử cân bằng nhanh xem nào, xem kết quả là bao nhiêu. Xác định tổng hệ số của các chất là những số nguyên tối giản trong phương trình phản ứng sau. Đỉnh chưa? Ok, cảm ơn. Cảm ơn Nhật Duy Nguyễn. Bé mang cây súng bắn ruồi. Ruồi là radium. Ruồi là radium nhé. Bất lực. Nào mình có này. Sắt không này. Lên sắt dương 3 này. 3 e này. Nitơ dương 5 này. Về nitơ dương 2 này. 3 e này. 3 chia 3 bằng 1 chia 1. Vậy đây là 1. Vậy đây là 1. Mình có 1 sắt. Mình có 1 nitơ cộng 3 nitơ bằng 4 nitơ. Mình có 4 hydro chia cho 2 còn 2. Vậy hệ số của chúng ta nó sẽ là 1 cộng 4 cộng 1 cộng 1 cộng 2. Ồ, chỗ này là thầy làm đáp án thì chắc là chỗ này bị cắt lỗi đáp án rồi. Anh trợ lý thì chắc cắt lỗi đáp án rồi. Đáp án E9 ạ. Chắc là râu nọ cắm cằm bà kia, đáp án của câu này cắm vào đáp án câu kia rồi. Đấy, đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án E9. Kèm nha. 99 là đúng, 9 là đúng em ạ. Này là do lỗi anh trợ lý cắt sai đáp án. Câu 11 ạ. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại kẽm? Nào. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại kẽm? Thì mình đọc cái dãy điện hóa là thôi. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Tính khử mạnh hơn kẽm. Vậy phải đứng trước kẽm. Khi nào, đấy, natri, đúng không ạ? Khi nào mà mình đọc phát là mình biết ngay. Khi nào natri đó. Câu 12 ạ. Câu 12 nào. Vẫn là đề thi Trung học Thông Quốc gia năm 2022, các em thấy không? Chúng ta có những skill cực độc để chúng ta ăn chặt những câu như này. Không bao giờ phải lo, không bao giờ phải sợ. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO phản ứng lượng dư, các em chú ý nhá, HNO3 dư đặc nóng sau phản ứng thu được dung dịch muối nào đây. Thế thì chúng ta lưu ý là phản ứng với HNO3 dư hay H2O4 đặc dư nó là những anh axit loại 2. Đấy chưa? Và thầy có một cái chuyên đề về axit loại 2 đến 15 kiểu. Khóa live của thầy sắp học tới đấy. Nhá. 15 kiểu đấy. Học xong bấm máy tính vù phát xong. Bọn off thầy vừa mới học xong. Do chính thầy soạn mới nhất cho năm nay.
15 kiểu axit loại 2 thì em biết rồi. Học và phát xịn luôn. Đây mình sẽ có là Fe và FeO phản ứng với lượng dương gì khác NO3 đặc nóng. Thì sắt của chúng ta nó sẽ lên sắt dương 3. Trong muối FeNO3 bạn là... Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu 13. Câu 13. Nào, câu 13. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X thu được kết tủa FeOH 3 lần. Vậy chất X là chất nào? FeCl3 nhá, vào dung dịch chất X. Đây. FeCl3 vào X mà lại thu được kết tủa FeOH 3 lần. Vậy X là chất nào? Thì bây giờ vào NaOH đi. Giả sử X là NaOH đi. Thì FeCl3 cộng NaOH để tạo thành FeOH 3 lần cộng NaCl. U rồi, đúng chặt luôn. Đúng xịn luôn. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 14 ạ. Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là... Kim loại mà khi cho tác dụng với HCl hoặc Cl2 mà lại không cho ra cùng một muối là... Lưu ý nhá. Không cho ra cùng một muối. Bây giờ kẽm đi. Mà tác dụng với HCl thì tạo thành ZnCl2. Kẽm mà tác dụng với lại clo thì vẫn tạo thành ZnCl2 nên không phải là kẽm. Sắt đi. Sắt tác dụng với HCl thì tạo thành FeCl2 cộng H2. Sắt mà tác dụng với lại Cl2 thì tạo thành FeCl3. Đúng không, tạo thành một muối rồi. Một anh là FeCl2, một anh là FeCl3, khác nhau hoàn toàn. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B các em nhé. Rất tốt. Tiến dừng tất cả các bạn đã chọn đáp án B ạ. Câu 15. Kẽm tác dụng với H2S số 4 đặc để tạo thành ZnSO4 cộng với H2S cộng với H2O. Đây các bạn cùng quan sát nhá. Kẽm của ta từ kẽm 0 lên kẽm dương 2. Lưu huỳnh của chúng ta từ lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh trừ 2. Nào anh em cùng sử dụng cái chiêu skill của thầy dạy thì comment đáp án xem nào. Số xóa bên trái và số xóa bên phải 0 trừ đi 2 bằng 2. Dương 6 trừ đi trừ 2 bằng 8 nhá. Dương 6 trừ đi trừ 2 bằng 8. Vậy 2 chia 8 bằng 1 chia 4. Vậy vất 4 đây. Mình vất 1 lên đây. Mình có 4 kẽm. Được không ạ? Mình đếm lưu huỳnh này. 1 lưu huỳnh cộng 4 lưu huỳnh là bằng 5 lưu huỳnh. Đếm hydro. Đếm hydro. 5H2 là 10. 10 trừ đi 2 thì còn là 8. 8 chia 2 còn 4. Vậy mình có là tỷ lệ đấy. 4, 5, 4, 1, 4. Vậy tổng hệ số tối giản nhất là 4 cộng 5 cộng 4 cộng 1 cộng 4 bằng 18. 18 về đáp án đúng chúng ta là đáp án C, đáp án khác. Xịn không các em? Thấy skill thấy xịn không? Nếu thấy xịn chấm cái nhá. Chấm cái để thấy biết. Câu 16 nào. Natri hydrocarbonat. Cái phần khó nó còn ở phía sau cơ. Chưa, bình thường. Để minh họa Trung học thông quốc gia năm 2022. Natri hydrocarbonate. Ơ. Sao vậy? Nó đang bị lag em ạ. Các em đợi thầy xíu. Của thầy đang bị lag.
Các bạn đợi thầy xíu ạ, cái mạng này nó đang bị tự nhiên ao ra không hiểu làm sao. Lỗi gì? Alo, các em đợi thầy xíu nhé. Tự nhiên mạng nó bị ao ra. Đang xoay tít thò lò. Ôi, mạng buồn thế bạn ơi. Các bạn đợi thêm một chút xíu nhỉ. Mạng sao nhỉ? Không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Đang bị đứt đường dây mạng. Mạng lởm quá. Do World Cup rồi, mọi người xem World Cup nhiều quá. À được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, xịn rồi, xịn rồi. Ok, chúng ta đã quay trở lại với nhau. Ha ha ha. Rồi ạ. 16 ạ. Natri hydrocarbonate. Natri hydrocarbonate. Natri hydrocarbonate có công thức là gì? Nào các bạn comment xem nào. Natri hydrocarbonate công thức là gì? Anh này là natri hydroxit nhá. Anh này là natri oxit. Anh này là natri carbonate. Natri hydrocarbonate chỉ có thể là NaHCO3 mà thôi. Đáp án đúng đáp án A. Câu 17 ạ. Câu 17 ạ. Ừ, sao câu 18 này? Đây. Câu 18 lại không ra thế này. Các bạn đợi thầy xíu. Câu 18 ạ. Câu 17 này. Muối sắt 2 clorua có công thức là. Muối sắt 2 clorua có công thức là. Sắt 2 clorua nhá. Sắt 2 clorua với công thức của nó là gì? FeCl2. Quá dễ. 18. Ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Ion kim loại nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Thế thì các bạn nhớ thầy thế này nhé. Kim loại nào mà có tính khử mạnh nhất thì tính oxy hóa của ion nó yếu. Và kim loại nào mà có tính oxy hóa yếu và nó ngược lại nhau. Vậy mình có này. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa. Ồ, hết chỗ, hết chỗ, hết chỗ. Đợi thì xíu. Hàng á, đấy chưa? Đây là tính khử này. Đây là tính khử này. Được không ạ? Đây là tính khử. Thế còn tính oxy hóa này. K cộng Na cộng Ba2 cộng Canxi2 cộng Magie2 cộng Nhôm3 cộng Kẽm2 cộng Sắt 2 cộng Niken 2 cộng Thiếc 2 cộng Chì 2 cộng H cộng Đồng 2 cộng Thủy ngân 2 cộng Bạc cộng. Thì tính oxy hóa nó ngược lại nhá. Tính oxy hóa nó ngược lại. Đây. Vậy theo cái chiều này thì cái anh kim loại, anh cation kim loại, anh ion kim loại mà có tính oxy hóa mạnh nhất ở đây nó phải là anh nào? Nó phải là anh bạc. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A. Và tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A. Câu 19 ạ. Câu 19. 11,2 gam bột sắt tác dụng với khí clo dư. Fe tác dụng với clo dư thì nó tạo thành là FeCl3. 11,2 gam bột sắt, vậy 11,2 chia 56 bằng 0,2 on. Tạo sau phản ứng thu được 32,5 gam muối sắt. Khối lượng khí clo. À, nếu vậy thì không thể. Thế thì ở đây nó hoàn toàn nó có thể tác dụng khí clo dư mà. Clo dư mà.
Đúng không ạ? Nó tạo thành muối sắt ở đây là 32,5 gram. Vậy khối lượng bột sắt ở đây là 11,2. Khối lượng bột sắt ở đây là 11,2. Mà muối sắt ở đây là 32,5 gram. Đề bài hỏi lượng khí clo tham gia phản ứng. Vậy mình bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có là 11,2 cộng với lại khối lượng của clo bằng 32,5. Vậy mình tìm được khối lượng của clo bằng 32,5 trừ 11,2. 21,3. 21,3. Đến đây mình tìm được khối lượng của clo tham gia phản ứng là 21,3 rồi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 21,3. Rất dễ đúng không các em? Nào, câu 20 đây. 20 giờ sử dụng skill của thầy. Nào các bạn sử dụng skill thầy, comment cho thầy đáp án xem câu 20 đáp án gì. 20 nhá. Câu 20 ạ. 20 đáp án gì ạ? Xác định tổng hệ số của các chất trong phương trình phản ứng kẽm này cộng với lại HNO3 này để tạo thành này ZnNO3 hai lần cộng N2 này cộng H2O này, kẽm không lên kẽm dương 2 này, 2E. Nitơ dương 5 về nitơ không, 5 trừ 0 bằng 5, nhân 2 bằng 10 nhé các em nhé. 2 chia 10 bằng 1 chia 5. Vậy mình vứt 5 lên đây, mình vứt 1 lên đây. Mình sẽ có này, 5 kẽm đến nitơ này. 2 nitơ cộng với 10 nitơ là 12. Đếm iro, 12 iro chia cho 2 bằng 6. Vậy bây giờ mình xác định được tổng hệ số tối giản nhất. 5 cộng 12 cộng 5 cộng 1 cộng 6 bằng 29 ạ. Vậy tổng hệ số số tối giản nhất của chúng ta là 29. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các bạn thấy skill cân bằng nhanh dã man không? Bá đạo không? 21 ạ. 11,2 gam kim loại sắt tác dụng hết với dung dịch COS4 dư thu được m gam đồng. Thế cái này mình viết phương trình thôi. Kim loại mạnh là sắt đẩy kim loại yếu hơn COS4 dư ra khỏi dung dịch muối của nó để tạo thành FeSO4 cộng Cu. Đấy, nó đơn giản vậy thôi các em ạ. Nó cực kỳ đơn giản vậy. Các em nghĩ khó thì nó sẽ cực kỳ khó, nhưng mà mình nghĩ cái này, mình thấy cái này nó cực kỳ dễ luôn. Nào, mình sẽ có này, số mol của sắt này 11,2 chia 56 bằng 0,2. Thế thì hoàn toàn đến đây mình sẽ tìm ra được số mol của đồng, bởi vì một sắt sinh ra một đồng mà, đúng không? Vậy số mol đồng bằng 0,2. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được khối lượng của đồng bằng 0,2 nhân 64 bằng 12,8. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C, 12,8 gam. Xịn chưa, xịn chưa? Nào câu 22 nào các em. Nào câu 22 ạ. Không thuộc khối lượng phân tử đâu. Thế thì cái này mình làm nhiều thôi em. Làm nhiều là thuộc. Làm nhiều là thuộc. Nhá, Minh Lê nhá. Câu 22 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? Chào Trọng Tùng. Vận dụng cao kim loại thì sẽ dạy ở trong khóa tổng ôn nhá. Vận dụng cao kim loại thì sẽ dạy trong khóa tổng ôn, chính là khóa S2 của thầy. Dĩ nhiên trong khóa S1 cũng sẽ có xen lẫn một vài câu vận dụng cao. Nhưng vận dụng cao sẽ trọng tâm ở trong khóa S2 nhiều hơn, trong khóa tổng ôn nhiều hơn. 22. Thí nghiệm là sau đây không sinh ra đơn chất. CaCO3 và HCl thì nó sẽ tạo thành CaCl2 cộng H2O cộng CO2 không có đơn chất. A luôn, không sinh ra đơn chất. Còn B này thì sinh ra bạc cộng CuNO3. C sinh ra đồng. D sinh ra hydro. Đấy, vậy là B, C, D đều loại. Vậy mình chỉ có đáp án A mà thôi. Câu 23 này mới hay này. Cái dạng của câu 23 này là dạng CO2 sục kiềm. Dạng này thầy mới soạn lại, mới toanh bộ tài liệu của thầy. Và trong dạng này của thầy có tổng cộng là 8 kiểu. Học xong toàn bộ 8 kiểu. Đây là bá đạo trên từng hạt gạo với cái dạng này luôn. Sục khí CO2 đến dư và dung dịch cao mắt. Số mol là 0,1. Vậy mình phải để ý cái từ dư này này. Thì có một cái chú ý nhỏ nhỏ là nếu CO2 dư thì lúc nào cũng sẽ tạo thành muối, là muối axit, chính là muối KHCO3. Mình nhớ đúng cái chú ý thôi là mình làm được. Thế bây giờ câu chuyện chúng ta đi bảo toàn kali. Kali ban đầu phản ứng nằm trong KOH.
là 0,1 mol. Sau phản ứng thì chui vào trong KHCO3 cũng là 0,1 mol. Vậy mình tìm được mờ muối. 0,1 nhân 100 kali 39 hydro 1 CO3 là 60 bằng 10. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 23 đáp án B các em nhé. 23 của chúng ta đáp án B. Úi dồi ôi, câu 24 nhìn căng lắm. Đúng không các em? Nhìn biết là căng luôn. HCl lần lượt vào các chất sau, số trường hợp sẽ ra phản ứng là. Ơ, thế câu chuyện nó đơn giản quá nhỉ. HCl phản ứng được với Fe bao 4 này để tạo thành FeCl2 và FeCl3 và H2O thì không cân bằng nhé. HCl này cộng với lại FeNO3 hai lần. Bạn Trần Hữu Bắc hỏi là cho em hỏi cách viết phương trình. Thực ra cái cách viết phương trình ấy, em muốn nắm được thì em phải nắm được kiến thức cơ bản. Và nếu mà cái kiến thức cơ bản thì nó phải được xây dựng từ nền. Và hiện tại bây giờ trong cái khóa live cũng như khóa S1 của thầy đang xây dựng lại kiến thức nền. Còn lại những buổi live free này rất khó cho cái việc mà xây lại kiến thức nền, bởi vì mỗi buổi live free nó là một buổi kiến thức độc lập với nhau, nó không liên kết giữa các buổi live free với nhau. Thế nên nếu bạn Trần Thị Bác hỏi là cho em hỏi cách viết phương trình với, thế thôi, chỉ có một câu trả lời duy nhất, học thầy. Học thầy em sẽ biết viết phương trình. Bạn chú ý nha, vừa nãy thầy vừa dạy lớp off sao. Dung dịch này có H cộng, có NO3 trừ, có sắt 2 cộng, nên chắc chắn nó sẽ phản ứng với nhau để tạo thành sắt 3 cộng, cộng NO, cộng H2O. Vừa dạy lớp off 2K5 xong. Vậy có xảy ra phản ứng. Tương tự đây là sắt dương 2, nhưng Fe4 lại không xảy ra phản ứng. FeCO3 lại có, bởi vì đây là muối của axit yếu hơn FeCO3 thì tạo thành FeCl2 cộng với lại CO2 cộng H2O. Vậy mình sẽ có 3 trường hợp xảy ra phản ứng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đây, câu 25 đây. 25 lại sử dụng skill của thầy. Skill đặc dị. Chuyên trị bọn này. Các bạn sợ viết phương trình ư? Các bạn sợ cân bằng phương trình ư? Đã có thầy mình. Cộng NH4 NO3 cộng H2O. Đây là magie chứ. Đề chắc gõ nhầm rồi, đây là magie. Magie ạ. Magie 0 lên magie dương 2, 2E. Nitơ dương 5 về nitơ trừ 3. 5 trừ đi trừ 3 bằng 8. 2 chia 8 bằng 1 chia 4. Vất 4 lên đây, vất 1 lên đây. 4 magie. Đếm nitơ này, 1 nhân 2 bằng 2, 2 cộng 8 là 10. 10 hydro trừ đi 4 hydro thì còn 6, 6 chia bằng 3. Vậy tổng hệ số của chúng ta là 4 cộng 10 cộng 4 cộng 1 cộng 3 bằng 22 ạ. 22, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đây ạ, anh này ra magie chứ không phải ra kẽm nữa nhá. Magie. Ok chưa ạ? Các bạn thấy không? Các bạn thấy skill của thầy hay không? Nếu các bạn thấy skill này của thầy hay thì thả tim thầy nhá, thả tim thầy nhá. Câu 26 ạ. Cho một mẫu natri nhỏ bằng hạt đậu vào ống nghiệm chứa 2-3 ml anconitic. Thấy giải phóng khí X. Đây, natri mà vào anconitic C2H5OH thì nó ra là khí, là khí hydro và C2H5ONA. Bây giờ đề bài hỏi là khí X tác dụng với chất nào sau đây, có nghĩa là hydro tác dụng với chất nào sau đây. Ethanol là không phản ứng được. Anhydr acetic có phản ứng. Anh này cộng H2 xúc tác niken để tạo thành C2H5OH. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Câu 27. Úi dồi ôi, câu 27 này bây giờ thầy lại chỉ chúng ta một skill cực độc của thầy. Cực độc luôn. Các em ứng dụng skill này là làm được luôn này. Nhìn nhá, mình có này. Mờ muối sunfat. Mờ muối sunfat thì luôn bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với lại 96 nhân với lại số mol H2. Đóng khung nhanh cái công thức này lại. Đóng khung nhanh cái công thức này lại. Đấy nha, bây giờ chúng ta chỉ cần thay số vào thôi. Mà kim loại biết rồi này. 1,19 này cộng với lại 96 này
nhân với NH2 này, m mối xuất phát biết rồi này, 5,03 này. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol H2 bằng 5,03 trừ đi 1,19 bằng chia 96 bằng 0,04 mà nhân 2,4 bằng 0,896 lít. 0,896 lít. Đáp án đúng đáp án C. Các em thấy không? Nắm vững các skill của thầy thì cân những cái câu này nó rất đơn giản đấy, dễ dàng. 28, một câu mức độ vận dụng. Cho các thí nghiệm sau, số thí nghiệm mà sinh ra chất khí là, cho các thí nghiệm sau, số thí nghiệm mà sinh ra chất khí là Fe3O4 và dung dịch H2O4 đặc nóng, thì chắc chắn anh này là sắt dương 8/3, số xóa chưa cao nhất, nên nó xảy ra phản ứng ô xóa khử, sắt lên sắt dương 3 và khí chúng ta sinh ra khí SO2, một cháu có khí. AlCl3 vào NaOH thì không sinh khí. Dung dịch HCl vào NaHCO3 thì sẽ sinh ra NaCl cộng H2O cộng chắc chắn có khí CO2 bay lên. Hai cháu có khí. Đúng không ạ? Hai cháu có khí. Thế giờ cho đồng và HNO3 đặc nóng thì sao? Các bạn cùng đếm cho thầy xem ạ. Trong này có bao nhiêu thí nghiệm sinh ra khí ạ? Các bạn cùng đếm cho thầy xem nào. Có tổng cộng bao nhiêu thí nghiệm sinh ra khí ở trong câu 28 này, và comment đáp án cho thầy coi. Comment mạnh mẽ lên chứ. Tí nữa chúng ta sẽ săn bot ở câu 30. Câu 30 là một con bot cực to. Nào, C có nhá. Cho đồng và HNO3 đặc nóng thì chắc chắn đồng lên đồng dương 2, đặc nóng thì sẽ sinh ra khí NO2 bay lên cộng H2O. D có. Cho NH2P4 và NaOH dư thì chắc chắn mình sẽ sinh ra khí NH3. Vậy ở đây mình sẽ có 1, 2, 3, 4, tất cả là 4 phản ứng. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án A. Câu 29 đấy. Thực hiện các thí nghiệm sau, các em thấy không? Ở những câu trên chúng ta làm là những câu mức độ bình thường thôi. Còn khi mà chui xuống dưới ấy, thì chúng ta sẽ gặp phải những cái câu mức độ vận dụng và vận dụng cao. Đây là những câu lý thuyết đếm. Và muốn làm được những câu lý thuyết đếm này, chúng ta cần phải hiểu bản chất của cái sự vận động hóa học vô cơ là gì, đúng không? Và chúng ta phải có nền tảng vững vàng. Cái việc mà các em sợ vô cơ là bởi vì các em chưa nắm được bản chất, và các em hoang mang, mông lung, bởi vì bản chất không có, nền tảng không có, nên chúng ta sẽ rất là sợ. Từ những câu dễ chúng ta đã sợ rồi, thì đến những câu khó làm sao chúng ta làm. Chính vì vậy nên thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta vừa ôn tập, nhưng chúng ta lại là vừa cái thời điểm thích hợp nhất để chúng ta lấy lại được bản chất nhá. May mắn là thầy cũng vừa mới bắt đầu sang vô cơ thôi, nên các em vẫn theo kịp. Sục CO2 đến dư thì không bao giờ tạo thành kết tủa, mà nó chỉ tạo thành BaHCO3 hai lần. Sục CO2 đến dư thì lúc này thu được AlOH3 lần, kết tủa một cháo. Cho dung dịch NaHCO3 và dung dịch CaOH hai lần thì thu được CaCO3 hai cháo. AgNO3 và FeCl3 thì mình sẽ thu được bạc cộng sắt 3 cộng, ba cháo. Magie và FeCl3 dư thì sẽ tạo thành magie dương 2 và sắt dương 2, không có gì hết. Vậy chúng ta sẽ có BCD là 3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Và câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay, câu bot của buổi ngày hôm nay, đó là câu số 30. Một câu mà phải sử dụng skill của thầy chúng ta mới có thể giải được. Magie mới giải nhanh được. Tác dụng HNO3 tạo thành magie nitrat cộng NO2 cộng NO cộng H2O. Thế thì phải học thầy thôi Minh Lệ. Tỷ lệ là 1 chia 1 các em nhé. Vậy đây mình có này. Giả vờ yêu. Giả vờ NO2 là 1, giả vờ NO là 1. Đây là skill giả vờ yêu. Thì mình sẽ có này, magie không lên magie dương 2, 2.
Nitơ dương 5 về nitơ dương 4, 5 trừ 4 bằng 1. 1 nhân 4. 1 nhân 1. 5 trừ 4 bằng 1 mà. Cộng với nitơ dương 5 về nitơ dương 2. 5 trừ 2 bằng 3. 1 nhân 3. 1 nhân 1 cộng 1 nhân 3 bằng 4. 2 chia 4 bằng 1 chia 2. Vậy mình sẽ có, mình vất 2 lên đây. 1 nhân 1 vẫn là 1. 1 nhân 1 vẫn là 1. 2 ma gì? Đếm nitơ này. 1 nitơ cộng 1 nitơ là 2 nitơ. 2 nitơ cộng với 6 nitơ là bằng 8 nitơ. 8 hydro chia cho 2 bằng 4. Xong ạ. Xong rồi đấy ạ. Vậy mình sẽ có hệ số tối giản này. 2 cộng 8 cộng 2 cộng 1 cộng 1 cộng 4 bằng 18. Tổng hệ số tối giản nhất của chúng ta là 18. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án khác. Đây các bạn thấy không? Ngày hôm nay thầy đã hướng dẫn cho ông ta một cái skill cực độc của thầy để cân bằng phương trình nhanh. Và đã cho ông ta nhìn được cái khái quát, cái cách học của cái chương đại cương kim loại như nào. Chúng ta cần phải học nền tảng, chúng ta phải học từ gốc. Chúng ta phải lôi lại những cái kiến thức mà chúng ta đã mất từ lớp 10, lớp 11, lớp 12. Và chỉ có khóa live của thầy mới thỏa mãn điều đấy. Những bạn nào mà cần tìm hiểu về khóa live của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage hoặc inbox trực tiếp cho thầy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em trong cái buổi học ngày hôm nay. Thầy chào Nguyễn V. Minh nhá. Và chúc các em một buổi tối vui vẻ. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại.